thì liệu đó có quá là điên khi anh đã soi em là của anh như một nhà tiên tri, hay cho anh hỏi em có bao giờ yêu một người từ cái nhìn đầu tiên, vì hình như là anh đã yêu em trước khi mà anh biết em tên gì. Dreams, wrinkled silk on my sheets. I don't see nobody there.